tiền lớn hay nhỏ đều do sức lao động của chúng ta vất vả mới có, đúng không con? Vậy mẹ đừng mua cặp cho con nữa, con sẽ tự mua bằng chính những đồng tiền lẻ này. Con sẽ góp thêm cho đến khi con đủ mua mẹ nhé. Một ngày nọ, nó đang đi học trên đường thì gặp một đứa con gái rạc tuổi nó đứng giữa đường với một đống trứng lăn lóc. Nó nhận ra là con bé nhà nghèo trong xóm. Thấy nó, con bé nức nở. Trứng dở hết rồi, mẹ tớ sẽ đánh tớ. Tại sao? Cậu đâu có cố ý làm dở trứng. Đây là những quả trứng mẹ tớ đã giành được để mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Nhưng nó đã dở hết rồi, nhà tớ đã không cần gạo ăn. Nó suy nghĩ một chút rồi nói: Cậu chờ tớ một chút nhé. Nó chạy nhanh về nhà, không ngần ngại rút ra sắp tiền lẻ nó đã để dành bấy lâu nay. Đây là tiền tiết kiệm tớ dùng để mua cặp, cậu hãy mua gạo về cho mẹ đi. Nhưng tớ lấy gì để trả cậu? Thì tớ không cần mua cặp nữa, cậu không phải trả tớ đâu. Nó vụt chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Nó trở về nhà và vui mãi trong lòng. Mẹ nói đúng, những đồng tiền lẻ của mẹ không những có giá trị về vật chất mà còn cao hơn. Đó là giá trị của tấm lòng giữa người với người. Cho đi mà không cần nhận lại. Nó sẽ lại tiết kiệm những đồng tiền lẻ để mua cặp cho mình. Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé hoặc nhìn không đáng giá, nhưng nếu ta sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, biết tích góp thì chúng lại rất có giá trị. Chẳng hạn như những đồng tiền lẻ. Biết quý trọng những đồng tiền lẻ là bạn đã quý trọng giá trị lao động của bản thân và mọi người trong xã hội.